Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trao bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2022, các bạn sẽ như thế nào? Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trải bài chung, không phải là trải bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác thì các bạn hãy xem với một tâm thái tham khảo và giải trí đây ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người rất là biết lo cho tài chính sự nghiệp á. Các bạn rất là hào phóng, rộng rãi và các bạn rất là thích giúp đỡ, chia sẻ những người xung quanh. Đồng thời các bạn có một cái sự tương tác rất là quen thuộc và rất là thân thiết với mẹ của bạn ha. Mẹ bạn rất là quan tâm, rất là yêu thương, rất là nâng đỡ, rất là dung dưỡng, bảo bọc, che chở cho bạn. Một số bạn thì mình thấy các bạn rất là uy tín, đảm đang, cần cù, siêng năng và làm việc theo khuôn khổ nguyên tắc. Và bạn là những người có một cái lối sống truyền thống. Các bạn rất là quan tâm gia đình, người thân của các bạn ha, đặc biệt là cha mẹ các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ xem coi ngày thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Một số bạn ngày hôm nay mình thấy bạn có sự phân vân giữa hai sự lựa chọn nào đó ha. Có thể là hai cơ hội công việc, hoặc là bạn đang tập trung vào tài chính sự nghiệp rất là nhiều trong giai đoạn này. Một số bạn mình thấy bạn có một cái sự khởi đầu mới ở đây, có khả năng là bạn nhận được cơ hội công việc mới. Và bạn có sự tương tác với hai người mang năng lượng, nam và nữ. Một người rất là giỏi ha. Cái người nam họ khả năng ăn nói chu toàn, rất là hoạt bát, và họ rất là sáng suốt, họ rất là sáng tạo, năng động, tự tin. Và một người mang năng lượng nữ, cái người này thì mình thấy họ rất là ngay thẳng, chính trực và công bằng, và họ rất là sắc sảo, hớn hỉnh và vui vẻ ha. Người này hiểu biết nhiều, sâu sắc, và họ có một cái sự lạnh lùng ở vẻ bề ngoài, nhưng mà họ là một người rất là tốt. Họ khá là khẳng khái. Thì có khả năng hai người này là những người sẽ đào tạo cho bạn trong công việc mới này. Một số bạn thì có khả năng là các bạn được thăng chức ở vị trí cao hơn, vị trí đào tạo nguồn nhân lực chẳng hạn, hoặc là vị trí lãnh đạo. Một số bạn thì mình thấy các bạn sẽ đón bắt những cái tin tức, những cái cơ hội giúp bạn nâng cao, phát triển được cái sự sáng tạo, đam mê, nhiệt huyết của bạn. Và một số bạn có khả năng có những cái buổi họp mặt, cuộc hẹn nào đó, hoặc là đón nhận những tin tức, hoặc là những cái cơ hội nào đó đến cuộc sống của bạn. Và mình thấy bạn sẽ nắm vững được cơ hội đó. Một số bạn thì mình thấy trong ngày hôm nay là bạn chuẩn bị cho một cái chuyến đi nào đó nè. Đi du lịch, đi phượt hoặc đi đâu đó xa nhà. Mình thấy bạn đang lên kế hoạch rồi nha. Một số bạn ở xa nhà, như mình muốn là các bạn, mình thấy là các bạn muốn về thăm gia đình các bạn, cha mẹ các bạn á. Hoặc là một số bạn mình thấy các bạn muốn phát triển cuộc sống của bạn thêm một cái hướng mới, một cái hành trình mới. Bạn muốn đi nước ngoài làm việc chẳng hạn, đi xuất khẩu lao động. Một số bạn thì mình thấy là trong ngày này thì bạn sẽ lên các trang mạng hoặc là đọc thêm sách báo để nâng cao thêm cái tầm hiểu biết của bạn nữa. Còn nếu như ngày hôm nay bạn có những cái buổi diễn thuyết, bạn có những cái chương trình dẫn dắt sự kiện mà bạn là người MC hay gì đó, mình thấy các bạn sẽ thể hiện được cái tài năng của bạn và bạn được nhiều người ngưỡng mộ, yêu quý và trân trọng ha.
Một số bạn trong ngày này làm gì thì cũng phải cẩn trọng để không ho sẽ bị đứt tay hoặc là trầy xước gì đó ha. Hoặc là đi đường thì phải nhìn kỹ càng rõ ràng để không ho sẽ bị té nha. Một số bạn thì trong ngày hôm nay có thể là thích xem kịch xem hài gì đó để có một cái tâm thái nó vui vẻ hơn, nó hào hứng hơn. Ngày hôm nay các bạn được khuyến khích là hãy tập trung vào những gì mà bạn đang ưu tiên, tập trung vào cuộc sống và công việc của bạn đi, đừng có gọi là tám hay tán gẫu nhiều quá, vì cấp trên đang có một cái sự xem xét thái độ làm việc nghiêm túc của bạn để họ cân nhắc cho bạn lên chức hoặc là cho bạn một cái cơ hội mới, một cái kế hoạch công việc mới gì đó ha. Một số bạn thì mình thấy là các bạn đang được thiên thần chữa lành cho bạn và đang hỗ trợ bạn với công việc gọi là chữa lành cho người khác nữa ha. Một số bạn thì mình thấy có khả năng là các thiên thần luôn ở bên giúp đỡ cho bạn, giúp cho bạn cảm thấy thoải mái, trấn an bạn để bạn có một tinh thần tốt đẹp để bạn đi đến những cái con đường thành công của bạn ha, trên cái hành trình mới của bạn á. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem ngày thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022, các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trả bài chung, không phải là trả bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn và không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem một tâm thái tham khảo và giải trí đây ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người có thiên hướng về nghệ thuật, có trực giác, tâm linh cao và là những người rất là thích giúp đỡ những người xung quanh luôn. Các bạn là những người có lòng bao dung, có sự nhân hậu, có sự ngọt ngào, nồng ấm, ha, thân thiết, thân thiện và hòa đồng. Mình thấy các bạn là những người đã xác định được hướng đi, mục tiêu của các bạn là bạn sẽ rất là vững vàng trên con đường của bạn. Bạn bất chấp những cái sự khó khăn trở ngại, đương đầu với những thách thức để bạn đi đến thành công vững vàng nhất, mạnh mẽ nhất. Một số bạn thì các bạn đang dùng luật hấp dẫn để kêu gọi những điều bạn mong muốn trở thành sự thật thì có khả năng mang thành công đó. Đồng thời mình thấy các bạn là những người rất là tỉ mỉ, là những người rất là sáng tạo trong công việc, và đồng thời các bạn là những người có một cái sức mạnh ý chí kiên cường, có nội tâm vững vàng, và bạn là một người biết tập trung vào những cái điều mà bạn ước mơ trong cuộc sống và bạn luôn cố gắng hoàn thiện phát triển nó một cách vô cùng thành công ha. Bạn có khả năng lãnh đạo, khả năng lên kế hoạch, và bạn là một người có năng lượng của một nhà ảo thuật gia, một người có khả năng thiên biến vạn hóa, biến những gì không thể thành có thể á. Rồi ngày thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 của các bạn tụ hai sẽ như thế nào? Một số bạn ngày hôm nay các bạn cố gắng giữ cân bằng cho tinh thần của bạn ha, các bạn tập trung về tiền tài sự nghiệp rất là nhiều. Và các bạn luôn trong tư thế gọi là phòng vệ, bảo vệ bản thân của bạn, bảo vệ tinh thần của bạn, tránh khỏi những cái sự phiền nhiễu quấy rối bên ngoài bởi những cái năng lượng tiêu cực ha. Và mình thấy của bạn cũng có khá nhiều công việc trong giai đoạn này, cho nên bạn phải biết giữ gìn sức khỏe của bạn, và mình thấy bạn có sự kiên nhẫn, kiên trì . Một số bạn trong ngày hôm nay có sự tương tác với mẹ của bạn á, nói chuyện hoặc là mẹ bạn gọi điện cho bạn, hoặc là một số bạn thì có khả năng là quan tâm mẹ bạn nhiều hơn hoặc là tặng mẹ bạn món quà gì đó. Một số bạn thì mình thấy là các bạn đang trong giai đoạn kết thúc cái điều cũ, những cái điều mệt mỏi phiền muộn trong giai đoạn trước, thì bạn đang gọi là cảm thấy thoải mái về tinh thần hơn, bạn đón nhận những cái sự ấm áp khen ngợi từ những người cùng chung chí hướng với bạn, và các bạn đón nhận những cơ hội mới tốt đẹp hơn với bạn rất là nhiều. Một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ ra giường hít thở không khí trong lành, hòa mình với thiên nhiên trong giai đoạn này nữa đó, để cảm thấy thoải mái, phấn chấn,
không có cảm thấy nhức đầu nặng nề nữa ha. Một số bạn thì mình thấy là các bạn sẽ có sự tương tác với một người mang năng lượng nam. Cái người này thì họ rất là chính trực, công minh và họ rất là sắc sảo, có khả năng ăn nói hùng biện, rất là khéo léo và biết phân tích vấn đề một cách logic, cặn kẽ. Và cái người này thì có khả năng là họ sẽ cho bạn lời khuyên, và có khả năng là bạn chỉ đơn giản là tương tác với người này thôi ha. Một số bạn mình thấy hình như là bạn kết thúc một công việc cũ, khả năng là ngày hôm nay bạn sẽ tham gia cuộc phỏng vấn và bạn có sự tương tác với người mang năng lượng nam này và một người mang năng lượng nữ nữa. Người nữ này họ rất là nhân hậu, khoan dung, rất thích chia sẻ cho những người xung quanh và ăn nói rất là dịu dàng, rất là tinh tế và khá là xinh đẹp, cuốn hút. Thì có khả năng là hai người này sẽ phỏng vấn bạn ha, và họ sẽ cho bạn những cái tình huống để bạn giải quyết vấn đề. Khi mà bạn hoàn thành tốt những điều này thì có khả năng là bạn sẽ giành được cái cơ hội công việc này ha. Bạn đang trong giai đoạn chuyển hóa, phát triển bản thân của bạn theo một con đường mới, công việc mới, cơ hội mới phù hợp với bạn hơn, chứ bạn không còn gọi là lưu luyến những cái điều xưa cũ nữa. Mình thấy bạn có một cái sự gọi là chín chắn hơn. Bạn ý thức được chỉ có bạn mới có thể thay đổi cuộc đời, vận mệnh của bạn thôi. Cho nên mình thấy là các bạn sẽ nỗ lực hết sức mình để giành được thắng lợi. Một số bạn thì mình thấy là các bạn sẽ chuẩn bị cho công việc kinh doanh của bạn ha. Một số bạn thì làm việc liên quan đến sắc đẹp nè, thì có khả năng là nhờ cái tài ăn nói, cái sự khôn khéo, cái sự hòa đồng của bạn thì bạn được thu hút được nhiều người khách đến với cơ sở của bạn hơn. Một số bạn hình như là làm ăn buôn bán, có khả năng là sẽ khá bận rộn trong ngày này quá. Làm ăn hình như mình thấy cũng có một cái sự suôn sẻ, phát đạt hơn ha, thuận lợi hơn. Một số bạn mình thấy các bạn đang cân nhắc xem có nên đầu tư mua bất động sản hay không. Một số ít bạn thì như vậy. Thì nói chung bạn muốn đầu tư gì đó thì bạn cần phải kỹ lưỡng nha. Giấy tờ, sổ sách đồ phải có một cái sự rõ ràng, minh bạch ở đây. Nếu cần thì hãy mướn thêm luật sư để tham khảo ý kiến từ họ ha. Một số bạn mình thấy được cân nhắc lên một vị trí cao hơn, vị trí lãnh đạo hoặc là làm chủ hoặc là đào tạo nguồn nhân lực hay gì đó nè. Một số bạn mình thấy các bạn sẽ xem hài, xem kịch hoặc là các bạn lướt TikTok hay gì để bạn cảm thấy được giải trí, thư giãn hơn, không có áp lực mệt mỏi nữa. Một số bạn trong ngày này cẩn trọng đôi mắt của bạn, đừng có tiếp xúc quá nhiều với điện thoại để bị mỏi mắt ha. Một số bạn mình thấy là chuẩn bị đi ra biển chơi nè. Và các bạn đang được loại bỏ, tiêu trừ, thải độc những cái điều tiêu cực ra khỏi cuộc sống của bạn. Hãy sử dụng những ngôn ngữ tích cực và những cái suy nghĩ tích cực nhất thì bạn mới có khả năng thu hút phước lành đến với bạn một cách nhanh chóng theo ý bạn mong muốn. Hãy cầu xin sự giúp đỡ từ thiên thần giúp cho bạn loại bỏ những cái điều ảnh hưởng của những cái suy nghĩ tiêu cực trong quá khứ. Và các ngài luôn ở bên bảo bọc xung quanh bạn, che chở cho bạn, giúp đỡ cho bạn nếu bạn có lời khẩn cầu từ các ngài. Một số bạn mình thấy có khả năng là xây dựng hàng rào mới cho nhà của bạn nữa đó, hoặc là trồng hoa, ra vườn chăm sóc cây trồng cũng có. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để xem coi ngày thứ 2, ngày 15 tây tháng 8 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những tra bài chung, không phải là tra bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem một tâm thái tham khảo và giải trí đi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ ba.
Các bạn tù ba là những người mình thấy là có trực giác cao, và các bạn là những người rất là thích tìm tòi đọc sách nghiên cứu về những cái đam mê của bạn. Một số bạn thì rất là thích tâm linh tinh thần, một số bạn mình thấy các bạn rất là thích kiếm tiền, các bạn tập trung vào tài chính sự nghiệp rất là nhiều, và đồng thời mình thấy bạn làm việc với một cái thái độ siêng năng đảm đang mọi việc, và bạn có một cái sự gọi là uy tín, có trách nhiệm cao và có sự kiên trì nhẫn nại theo đuổi mục tiêu đến cùng. Mình thấy các bạn đã bước sang một cái giai đoạn mới trong cuộc sống của bạn, có những cái sự may mắn, những cái mục tiêu hướng đi rõ ràng hơn, và bạn cố gắng nỗ lực hết sức mình để đi đến thành công. Rồi, ngày thứ 2, ngày 15 tây tháng 8 năm 2022 của các bạn sẽ như thế nào? Một số bạn ngày hôm nay là mình thấy là các bạn cố gắng cân bằng cảm xúc bản thân bạn rất là tốt luôn á. Bạn tập trung vào tài chính sự nghiệp, tập trung vào hướng đi của bạn, bạn không có quan tâm đến những người gây hấn với bạn. Một số bạn là mình thấy là các bạn đã kết thúc, đã rời khỏi một cái môi trường công việc khiến bạn cảm thấy rất là nặng nề, cảm thấy rất là tiêu cực, cảm thấy không được trân trọng, không được đánh giá cao, thì bạn đã rời khỏi công việc đó, và có khả năng trong ngày hôm nay bạn có một sự cuộc phỏng vấn, cuộc thi nào đó. Và mình thấy là các bạn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản thân của bạn ha, lên kế hoạch và thực hiện nó một cách vững vàng như con số đơn độc vậy đó. Thì mình thấy là nếu mà bạn chắc chắn và bạn gọi là tự tin bản thân bạn, và bạn không để những cái điều phiền nhiễu ảnh hưởng đến tâm trí của bạn nữa, thì bạn sẽ thành công ha. Một cái điều ước mơ gì đó của bạn trở thành sự thật á, đạt được cái nguyện vọng của bạn á. Một số bạn thấy có một cái sự đủ đầy, trọn vẹn, thỏa mãn, hài lòng ở đây trong ngày hôm nay. Một số bạn trong ngày này thì ai đó mà gọi đầu tư thì tốt nhất là đừng có đầu tư nha, không thôi là sẽ bị người khác đâm sau lưng á, rồi mất mát tiền bạc đó, cẩn trọng ha. Một số bạn thì mình thấy là trong ngày này là có người nói tới nói lui với móc chuyện đầu tư, hoặc là hay so sánh bạn, nói này nói nọ khiến bạn cảm thấy khó chịu, thì thôi bạn đừng có tập trung vào những người đó, mình tập trung vào cái công việc với cuộc sống của bạn, cái hướng đi, cái tương lai của bạn, lo cho tương lai bạn trước. Nếu mà bạn tốn thời gian, tốn công sức, tốn năng lượng cho những người không đáng thì sau này bạn sẽ rất là hối tiếc đó, vì bạn bỏ đi những cái khoảng thời gian thuận lợi cho bản thân của bạn ha. Cho nên hãy biết bảo vệ, kiểm soát cảm xúc của bạn và bảo vệ năng lượng của bạn là tốt giai đoạn này. Ai nói gì nói, đừng quan tâm, cũng đừng đáp trả. Hãy tập trung vào hai cái mục tiêu bạn ưu tiên nhất trong giai đoạn này ha, tâm bất biến với dòng đời vạn biến nè. Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì hãy nghỉ ngơi, hoặc là tìm kiếm bài nhạc nào đó nghe, hoặc là hài kịch gì đó để bạn cảm thấy vui vẻ hơn. Một số bạn thì đi ra ngoài đường trong ngày hôm nay là phải cẩn trọng, để không hay là bị người khác muốn cướp đoạt hoặc là chiếm đoạt tài sản của bạn đó ha. Ra ngoài đường thì phải gọi là khóa xe cẩn thận nè, hoặc là khóa cửa cẩn thận, với lại cẩn trọng những cái người muốn lấy cắp thông tin của bạn á. Nói chung là có những người xấu họ đang tia bạn đó, họ đang để ý đến bạn, cho nên bạn phải bảo vệ bản thân của bạn và phải có một cái sự phòng ngừa ở đây ha, có một sự tin tưởng ở đây. Trong ngày này ai đó mượn tiền hoặc là kêu gọi đầu tư tốt nhất đừng có làm nha, không thôi là bạn sẽ bị tổn thương và sụp đổ đó, và họ cao chạy xa bay á. Còn bạn tham gia phỏng vấn hay là bạn thi gì đó, mình thấy là được một cái sự trọn vẹn đủ đầy hạnh phúc, hoặc là một số bạn có khả năng là có nguồn tiền dồi dào, hoặc là chỉ đơn giản là bạn cảm thấy rất là hạnh phúc, thoải mái, như bạn trút được cái gánh nặng. Một số bạn có khả năng sẽ uống nước nhiều trong giai đoạn này, với lại giai đoạn này các bạn còn phải nghỉ ngơi hợp lý, đúng không, là làm việc hoặc suy nghĩ nhiều quá nó sẽ khiến cho đầu óc của bạn cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy bị kiệt sức, và có khả năng bị rối loạn tiền đình hoặc là bị đột quỵ á nha. Và trong ngày hôm nay nếu mà ai có tranh đấu, có đánh đá, có gọi là tranh cãi với nhau á,
Bạn đừng có tham gia, bạn đừng có gọi là hứng mũi chịu sào nha. Kiểu vậy đó. Vì mình thấy nếu mà bạn nhảy vô can ngăn hay gì đó thì người chịu thiệt là bạn. Mọi việc đều có pháp luật xử lý hết, cho nên bạn phải biết bảo toàn, chăm sóc sức khỏe rồi thể chất của bạn là tốt trong ngày hôm nay giùm mình. Uống nước nhiều nha. Và chạy xe thì phải cẩn thận trong ngày hôm nay nữa đó. Phải nhìn đường và biết cách xử trí nhanh nhẹn. Và hôm nay nếu mà có ra công trường gì đó thì hãy cẩn trọng ha, đội nón bảo hộ ha. Và cẩn trọng củi lửa trong ngày hôm nay nữa. Một số bạn mình thấy là nhiều khi bạn đi ngoài đường mà thấy quá nhiều nguy hiểm á, rồi cuối cùng qua ngày hôm đó các bạn cảm thấy rất là biết ơn vũ trụ vì đã luôn bảo vệ cho bạn, che chở cho bạn, không có gặp và điều gì bất trắc. Cũng cảm nhận được một cái suy nghĩ như vậy nữa. Và lá bài này cho thấy rằng á, cái câu trả lời mà bạn tìm kiếm thì nó nằm trong trái tim của bạn ngay bây giờ. Bạn hãy mở rộng lòng mình để đón nhận tình yêu, và hãy mở rộng lòng mình để đón nhận những cái sự giúp đỡ, hỗ trợ từ thần thánh đem tới cho bạn ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tù ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.